Rồi, chúng ta kéo tay lên. Đứng trên các đầu ngón chân, kéo giãn cột sống 24 giây. Om Mani, xin chào tất cả các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của Trung tâm Thiền Khí Công Đại Bi Tâm. Hôm nay thầy Phúc Thành sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài khí công bát đoạn cầm, thông hoạt toàn bộ hệ thống cột sống, hệ thống lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của chúng ta. Thức đầu tiên của bát đoạn cầm nó sẽ thông, nó sẽ co giãn, nó kéo cái cơ vần cột sống của mình lên, chữa rất là tốt những cái bệnh đau lưng này, những bệnh gai đôi cột sống. Đấy. Còn ví dụ thoát vị thì tùy, thoát vị có những trường hợp tập bị đau chúng ta tập bài khác, đó, tập các bài chiêu số 7 của bát đoạn cầm thì mới chữa thoát vị. Chiêu này sẽ chuyên về gai đôi cột sống hơn. Cái tập như sau: đầu tiên chúng ta đứng thiền đứng, chạm tra trường sinh công, lưỡi chạm vào miệng trên, ngón tay cái song song với ngón trỏ. Hai tay chúng ta đan vào nhau, đưa lên từ từ ạ. Ta sẽ đếm thầm từ 1 đến 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, chúng ta kéo tay lên. Đứng trên các đầu ngón chân, kéo giãn cột sống 24 giây. Rồi, hết 24 giây chúng ta hạ xuống, tay xuống từ từ, đếm 1 đến 12. Tay gập xuống này, tiếp tục đếm 1 đến 12. Chuồn đến nơi, chuồn gối. Lần số 2 bắt đầu cầm, tay chúng ta kéo dần dần lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chân đứng thẳng bình thường, tay đưa lên, treo cột sống. Hạ xuống, đếm 1 đến 12. Một đến 12, tay xuống từ từ, chùn đầu gối. Rồi, sau đây chúng ta có thể thiền đứng một chút, kết thúc bài bắt đầu cầm chiêu thức số 1. Vừa rồi thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta chiêu thức số 1 của bắt đầu cầm chúng ta tập hàng ngày, nhất là những người bị đau lưng, những người bị gai đôi đốt sống, chúng ta tập thậm chí có thể tập 10 lần đó, chiêu này để chữa bệnh. Đấy. Hoặc là tập ít thì chúng ta tập 3 lần, tập sáng và chiều. Chúng ta học đầy đủ khóa học dịch cân kinh chữa bệnh 12 chiêu, bắt đầu cầm 8 chiêu tại trang web thiền-bệnh.com thì có đầy đủ tất cả các chiêu thức. Đấy, còn trên YouTube chỉ một phần thôi. Chúng ta học đầy đủ tại khóa học chữa bệnh của thầy Phúc Thành tại thiền-bệnh.com. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cầm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.